không phải Tanjiro hay các trụ cột, người có công lớn nhất tiêu diệt Muzan chính là... Xem đến cuối video nhá! Trận chiến với các thượng huyền kết thúc cũng là lúc chúa quỷ Muzan thoát được mái ấm hoa hồng của Tamayo. Hắn bóp nát đầu nữ bác sĩ, qua đó trực tiếp nghênh chiến phe sát quỷ đoàn. Tóc Muzan bạc đi trông thấy vì tác dụng nhân hóa, lão hóa, tuy nhiên hắn vẫn còn rất mạnh. Ngay khi thoát khỏi xiềng xích, Muzan múa may quay cuồng như một vũ công ba lê, gai nhọn của hắn tấn công ác liệt bộ đôi Tanjiro và Tomioka. Tình hình hiện tại, cả Mucho và Ubanai đều bị thương khá nặng bởi huyết quỷ thuật của tân thượng tứ Nakime. Thật không biết nếu Yushiro không xuất hiện, mọi chuyện còn tồi tệ thế nào nữa. Muzan cắt dỉ máu con mắt bên phải của Tanjiro, tình thế quá nguy hiểm. Các trụ cột khác vẫn chưa thể tập trung sau trận chiến với những thượng huyền. Trong khoảnh khắc Giyu bất lực nhìn Tanjiro chuẩn bị ăn trọn đòn tất sát, Mitsuri đã trở lại, cô ấy vẫn còn sống, dùng kiếm roi cản đường tên chúa quỷ. Iguro cũng trợ giúp một tay, hai vợ chồng nhà này chỉ giỏi khiến người ta lo lắng. Muzan không hiểu tại sao cả hai vẫn an toàn, đáng lẽ Nakime phải giải quyết nhanh gọn. Nhưng không, hắn bắt đầu nhận ra thượng tứ đang bị điều khiển bởi Yushiro, trợ lý đắc lực của Tamayo. Căm phẫn sau cái chết của người tình trong mộng, Yushiro quyết ăn thua đủ với tên chúa quỷ. Căn phòng thay đổi theo chiều hướng bất lợi với Muzan. Nakime hoàn toàn bị sức mạnh của Yushiro kiểm soát. Dù Michael cá chốt đã cố gắng giành giật lại quyền điều khiển nhưng vô tác dụng, hắn đã yếu đi đáng kể, nhất là vấn đề khoảng cách càng khiến Muzan thay thế, được đà lấn tới. Yushiro thể hiện uy thế của kẻ nắm chốt cuộc chơi, chửi tay đôi với chúa quỷ và cả thành viên sát quỷ đoàn. Mỏ ảnh hỗn mà lòng anh bao dung, không còn cách nào khác. Để tránh đêm dài lắm mộng, Muzan quyết định tự tay hạ thủ Nakime, con bài chiến lược trong sứ mệnh này. Thế là pháo đài vô cực sụp đổ, tất cả những người bên trong đều trồi lên mặt đất giữa một mớ hỗn độn. Và trước hết, nếu bạn quan tâm game Roblox Fruit, Liên Quân, Free Fire thì ghé vô cửa hàng của tôi nhé, dưới mô tả nè. Tất cả trở lại mặt đất, sau một trận chiến dài hơi, cuối cùng phe kiếm sĩ cũng lại nhìn thấy bầu trời đêm. Khoảng 1 tiếng 30 phút nữa trời mới hừng đông, tức là họ phải cầm chân con quỷ mạnh nhất bằng thời gian một trận đấu túc cầu căng thẳng. Quả thật là quá khó cho nhiệm vụ này. Giữa đống rác, Muzan múa gai tung tóe hết cả lên. Tầm này cay lắm rồi, trước khi bình minh phải diệt sạch tất cả sát quỷ đoàn. Cuộc thi kéo co hội đồng bắt đầu, luyến trụ và xà trụ bất giác nhận ra đòn cắt của họ dù đã xuyên qua cổ Muzan nhưng hắn vẫn sống. Chuyện gì đang xảy ra? Ngược lại, một pha phản công mẫu mực khiến toàn bộ kẻ thù xung quanh tan đàn xẻ nghé. Các tân binh dùng thân mình đỡ đạn cho trụ cột, tinh thần của họ đang lên rất cao. Dù hết người này đến người khác ngã xuống, họ liên tục bước qua xác nhau để tiến lên phía trước. Điều đáng nói hơn, Tanjiro đã nhiễm độc từ đòn tấn công vừa nãy, cơ thể của cậu ấy co giật quằn quại, dần dần sưng phù lên. Kamado Tanjiro, ngươi sẽ phải chết. Muzan thật sự tin tưởng điều đó. Diệt thằng nhóc Kamado là ưu tiên số 1 của hắn. Nếu sát quỷ đoàn mất đi Tanjiro, dù không phải trụ cột nhưng lại là chìa khóa dẫn tới chiến thắng. Không hổ danh chúa quỷ, một mình cân tất vẫn rất chi là bình tĩnh. Ở chỗ ẩn náu bí mật, Nezuko bất ngờ cảm thấy điều gì đó bất an. Cô bé không nghĩ ngợi gì chạy một mực về hướng chiến trường, mặc dù cựu âm trụ và cựu thủy trụ ngăn cản. Bên trong chúa công Kiria đang rất lo lắng, nếu như để cho Muzan tóm được Nezuko, mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ còn không biết liệu loại thuốc hóa quỷ thành người của Tamayo có thật sự hiệu nghiệm. Đây là lúc cần trấn an tinh thần, thể hiện đúng phẩm chất chúa công nhà Ubuyashiki. Thế éo nào Nezuko chạy còn nhanh hơn tên bay, biến lại thành người mà vội thế. Đến thầy Sakonji cũng không theo kịp, ảo thật đấy. Lão thủy trụ lục nghề quá rồi để cho một cô bé cắt đuôi. Tanjiro thở không ra hơi, cơ thể cậu ấy bị giày xé đau đớn khôn cùng. Một mũi tên dính 3 con nhạn, Muzan chém một đòn làm bị thương cùng lúc cả 3 trụ cột. Mitsuri bị cắt đường chéo ngang người, Iguro dính đòn ngay trán và Giyu bị chém vào chân. Sức tấn công của Muzan quá ác liệt, gần như không thể cản nổi. Đúng lúc đó dân chơi Azida cũng tới, nham trụ Giyomei vác rìu sắt nổi nhạc lên, Avenger Assemble. Tay quay xích, chân đứng vững như bàn thạch, Muzan hốt hoảng phát hiện Kokushibo, người mạnh nhất trong thượng huyền đã bị đánh bại. Sanemi cũng đến tiếp ứng, rạch một đường nhẹ sau lưng chúa quỷ. Hai trụ cột mạnh nhất đang rất máu điên sau cái chết của Genya và Muichiro. Ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh, tên khốn kiếp. Ở đâu đó Murata bất tử trụ cũng cay Muzan lắm, nhưng sức mạnh có hạn nên chỉ được giao cho nhiệm vụ chăm sóc Tanjiro, mang cậu đến nơi an toàn hơn. Lúc này phần cơ thể của thằng Main gần như bất động, chỉ còn ý thức là tồn tại. Trong khi bất tỉnh, cậu nhóc Kamado mơ về một vùng trời màu xanh bình yên kỳ lạ. Ký ức về Yorichi. Bắt đầu hồi tưởng ký ức tiền kiếp, Tanjiro lúc này nhìn thấy những gì tổ tiên đã thấy khi gặp gỡ kiếm sĩ huyền thoại Yorichi vào 400 năm trước. Trong khi thằng Main đang chiêu chiêu với tiền bối, ở thời gian thực, Murata hô hấp nhân tạo thấy mịa luôn, tưởng thằng cu quẳng chó tới nơi rồi. 2 năm làm bạn với nhà Kamado, Yorichi kể lại tất cả mọi việc xảy ra.
cách mà vợ và con mình bị quỷ giết hại, từ đó kết thân các trụ cột sát quỷ đoàn để cùng nhau tiêu diệt quỷ dữ. Jodichi cũng từng đối đầu trực tiếp chúa quỷ Muzan, chém cho án bỏ chạy thục mạng. Nhưng việc để Muzan chạy trốn được xem là một sai lầm ông không thể tha thứ cho bản thân, tự nhận mình không đủ mạnh để diệt trừ hoàn toàn tai họa của nhân loại. Trước khi nói lời tạm biệt, Jodichi quyết định múa vài đường như món quà chia tay với trưởng tộc Kamado Sumiyoshi, đó là 12 thức hơi thở mặt trời, tuy nhiên thức cuối cùng lại không được nhắc đến. Trở lại trận chiến cầm chân chúa quỷ, Muzan hoàn toàn chiếm ưu thế trước các kiếm sĩ trụ cột, ép họ vào tình trạng cực kỳ nghẹt thở. Luyến trụ Mitsuri cảm nhận rõ sự khác biệt sức mạnh hai phe, cô quyết liều mình cống hiến hơi thở cuối cùng cho chiến dịch này. Sức cùng lực kiệt, chị Mit bị cắt đứt cánh tay bên trái và một bên má hồng, phải đến lúc thập tử nhất sinh thì Iguro mới chịu nói ra mấy lời ngôn tình xến xúa. Trừ khi em hóa thành quỷ, nếu không tôi vẫn mãi yêu em đến ngàn kiếp sau. Sa trụ cởi bỏ khăn che miệng để lộ vết thương bị rạch toang bởi những kẻ khốn kiếp ruột thịt trong nhà. Quá khứ của Ubanai được tiết lộ, từng là vật tế thần cho con quỷ rắn, nhưng may mắn viêm trụ Shinjuro đã ra tay cứu giúp. Kể từ đó Ubanai từ bỏ gia tộc, theo nghiệp kiếm sĩ quyết báo thù lũ quỷ xấu xa. Gác lại chuyện tình cảm một bên, đây là lúc cần tập trung vào kẻ thù trước mặt. Ubanai quyết định sẽ tất tay dùng những gì tinh túy nhất để tiêu diệt tên chúa quỷ. Đường kiếm của anh ấy trở nên sắc sảo hơn, với đôi mắt hai tròng khác màu, tầm nhìn của Iguro có thể phát hiện ra mọi yếu điểm dù là nhỏ nhất. Cách di chuyển uốn lượn như rắn khiến Muzan cảm thấy khó chịu, hắn liên tục bị xà trụ chém nát người. Không chỉ vậy còn giải vây cho các trụ cột khác, một trong màn thể hiện ngầu nhất của anh rắn. Đúng là người yêu bị thương phát, nổi máu điên thật rồi, không gì cản nổi Iguro Ubanai. Một tiếng 14 phút cho đến trời sáng, Muzan dự tính chỉ cần thêm 5 phút nữa là chất độc sẽ nghiền nát cơ thể các trụ cột. Nhưng không, di sản của Tamayo vẫn còn đó. Con mèo cưng của nữ bác sĩ đến nơi, mang tới các lọ thuốc giải, giúp cho các trụ cột hồi phục mana. Độc từ gai của Muzan không còn hữu hiệu như trước, trận chiến ngày một ác liệt hơn. Muzan càng thêm bực tức khi đã gần như sắp sửa chiến thắng lại bị Tamayo xỏ háng xin 30 thêm lần nữa. Chưa đâu, sẽ còn vài lần Michael cá chốt nếm mùi hành từ cô bác sĩ xinh đẹp. Nhận ra khả năng phòng thủ của mình là yếu nhất, Ubanai chọn thời cơ thích hợp để tung ra đòn tất sát. Ở khoảnh khắc sinh tử, giới hạn của con người sẽ bị phá vỡ, xà trụ kích hoạt ấn diệt quỷ. Cùng với đó, nhiệt độ cơ thể đã đủ sức làm hóa đỏ thanh nhật luân kiếm, sẵn sàng tỏa sáng với kỹ năng vừa thức tỉnh. Trong một thời khắc có phần chủ quan, Iguro bị Muzan đánh lén, buộc các trụ cột khác phải đỡ đòn. Nhưng kỳ lạ thay, Muzan mới là kẻ bị thương. Chuyện gì vừa xảy ra? Không phải là vết thương do Hashira, hắn cảm nhận có hai, à không, ba tên vừa tung đòn, chém đứt các xúc tu. Đã đến nơi, Inosuke, Zenitsu và Kanao cả ba trở lại mặt đất sau chiến tích tiêu diệt các thượng huyền. Đây rồi, xà trụ tạo ra spotlight với thanh kiếm đỏ, chém một nhát nhớ đời Muzan. Đòn tấn công đẹp mắt được cả Sanemi khen ngợi, không uổng công tập luyện ăn nằm với nhau thâu đêm suốt sáng cho trận chiến này. Tiếp đà hưng phấn, nham trụ Giyomei cạ hai vũ khí vào nhau, chùy và rìu sắt va chạm khiến chúng đỏ rực màu máu. Bằng cách này, đòn tấn công tiếp theo sẽ hủy diệt cơ thể của tên chúa quỷ. Một hit, phá hủy ngực trái, đinh ninh con tim Muzan vỡ nát theo từng mảnh. Copy paste, Sanemi rủ dê Tomioka cùng làm cho nó ngầu. Ai mà ngờ, hai kẻ ghét nhau như chó với mèo lại cùng hợp tác hóa đỏ thanh kiếm. Hai Nichirin chém vào nhau, chúng đỏ rực lên tăng sát thương chí mạng. Nhờ có lá bùa tàng hình của Yoshido, đòn song kích chém cho Muzan nát bét như tường. Tưởng đâu phe kiếm sĩ đã hủy diệt thành công tên chúa quỷ, nhưng trong thế giới giác ngộ, nham trụ nhìn thấy rõ như ban ngày cơ thể đặc dị của hắn. Muzan có rất nhiều tim và não, chúng liên tục thay đổi vị trí, cho nên dù có chém thế nào cũng không hạ được. Cần phải tấn công vào 5 quả tim và 7 bộ não cùng lúc, tức là có tới 12 điểm chí mạng trên cơ thể, một nhiệm vụ quá khó khăn. Các trụ cột nhìn thấu điểm yếu tên trùm cuối, nhưng rồi sao, chỉ cần 5 giây, hắn hạ hết cùng lúc tất cả. Nham trụ, thủy trụ, xà trụ và phong trụ, mỗi người bị đánh văng một hướng khác nhau. Cả nào thậm chí còn không thể cử động trước sát khí của hắn. Crash bị uy hiếp, anh hùng cứu mỹ nhân. Tanjiro đã trở lại sau một giấc mộng dài, chém vũ điệu hỏa thần cảnh cáo. Đừng có mà động vào vợ tương lai của tao, thằng khốn bạch tuộc. Một bên mắt đã hoàn toàn hư hỏng, nhưng độc của Muzan vừa được giải. Chột mắt Tanjiro trở lại, mang tới một khí thế đáng sợ, điềm tĩnh đến kinh ngạc. Đó là những gì Muzan từng trải qua trong trận solo với Jodichi 400 năm trước. Trong ký ức tiền kiếp, Tanjiro đã nhìn rõ từng động tác 12 kỹ thuật hơi thở mặt trời. Giờ cậu đã biết cách làm sao để có thể thắng được Muzan giống như người tiền bối Jodichi. Chột mắt nhận ra khi xoay vòng 12 chiêu cùng lúc tuần tự, thức thứ 13 sẽ được sinh ra, đòi hỏi một thể lực điên rồ, múa kiếm liên tục không ngừng. Đó là cách duy nhất có thể tiêu diệt tên chúa quỷ, khiến hắn không thể nào trở tay thay quần áo. Tuy nhiên vấn đề làm sao ngăn Muzan trốn theo cách phân tách tế bào. Mà thôi, cứ cố gắng hết sức trước đã, tính sau.
Chính cái khí chất đó, gương mặt đó và đôi bông tai Hanafuda, ánh mắt lạnh người của Tanjiro khiến Muzan gợi nhớ lại hình ảnh thân thương. Yodichi, kẻ đã ám ảnh Michael suốt hơn 4 thế kỷ qua, hơi thở của mặt trời, viên vũ, liệt nhật hồng kính, luân xa, 6 thức chém liên tục, Tanjiro đang làm đúng những gì Yodichi từng bón hành cho Muzan trong quá khứ. Giờ đây không cần đến Nezuko, Tanjiro đã tự mình hóa đỏ thanh kiếm, vượt qua các đại trụ, chột mắt giờ đây là mối hiểm họa lớn nhất. Tuy vậy, theo đánh giá của Muzan, so với Yodichi, thằng nhóc Kamado vẫn chỉ là một móng chân. Muzan tự tin, sớm muộn nó cũng bị tụt lại trước tốc độ của tên chúa quỷ. Đúng vậy, mới múa được 6 thức, nhưng Tanjiro gần như thở không nổi nữa rồi. Còn một tiếng nữa cho đến lúc mặt trời mọc, phải làm sao bây giờ? Động tác của Tanjiro chậm dần đi, cơ thể không còn theo kịp suy nghĩ trước sức mạnh của hơi thở mặt trời. Rõ ràng đây là thời cơ để kết liễu, nhưng Muzan không tài nào ra đòn chí mạng. Lại có chuyện gì? Tại sao gai nhọn của hắn tự dưng chậm đi đáng kể? Muzan già đi 9.000 năm. Đây rồi, Chamayo lại hiện ra trong tiềm thức và khịa đôi lời với ông sếp cũ. Muzan quyết định đọc ký ức của nữ bác sĩ. Hắn phát hiện ra không chỉ thuốc đó có tác dụng biến quỷ thành người, Shinobu đã cải tạo thêm chức năng lão hóa, phòng khi yếu tố đầu tiên suy giảm, cứ 1 phút tăng lên 50 tuổi. Như vậy, tính từ khi bị Chamayo chơi khăm, Muzan đã già thêm 9.000 tuổi. Oh shit, bỏ mẹ rồi, 9.000 năm đánh nhau mà không nạp thêm bất kỳ năng lượng nào, bảo sao hắn già đi trông thấy. Tóc bạc trắng và động tác trở nên chậm chạp. Bất tử nhưng không ăn không uống gần 1 vạn năm, Âu cũng là kẻ chết đói thôi. Cơ hội đã đến, Tanjiro hoàn thành xong 12 chiêu thức hơi thở khởi nguyên cho lần đầu tiên. Cậu phải còn duy trì nó liên tục cho đến tận trời sáng, thời gian còn lại là 59 phút. Một mình Tanjiro là không đủ, Yushiro tầm này cho các trụ cột chơi đồ để hồi phục thể trạng. Anh tiêm thuốc lạ vào người Hashira giúp họ cầm cự thêm tối đa 50 phút, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ được an bài. Đây rồi, Iguro với đôi mắt mù lòa tỏa sáng cứu mạng Tanjiro một nhát chí mạng. Obanai là trụ cột quay lại combat sớm nhất, không còn mắt. Chả sao cả, sự kết nối với con bạch xà Kaburamaru sẽ thay thế giúp xà trụ di chuyển một cách hợp lý nhất. Để phía ngoài quan sát, Tanjiro nhận ra trên người Muzan đầy rẫy những vết sẹo. Đó là di sản mà Yodichi để lại. Nó không hề bị mờ đi dù quỷ có khả năng hồi phục. Nhắc nhở cho chột mắt tìm ra cách tiêu diệt hắn ta, chính miệng Muzan phải thừa nhận Yodichi mới là tên ác quỷ mạnh nhất chứ không phải mình. Khi cơ thể yếu đi, các vết sẹo ngày một lộ rõ hơn, mùi của hắn cũng nhạt đi, không còn mạnh mẽ như trước. Chúng đang di chuyển khắp cơ thể, gợi ý đó chính là các bộ não và trái tim của hắn. 12 vị trí Yodichi chém vào Muzan chính là cơ sở để Tanjiro nhắm bắn. Còn 40 phút cho đến bình minh, Muzan lúc này đã thật sự cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn bắt đầu ý định bỏ chạy, chỉ cần thoát nạn lần này thì thiếu gì cơ hội trả thù. Trên đường đi, Michael cá chốt tiện tay phanh thây các kiếm sĩ ngã xuống, một hành động không thể khốn nạn hơn được nữa. Hàng chục mũi kiếm được Tanjiro ném vào Muzan, Obanai ghim chặt Nichirin vào lưng hắn. Hai anh em phối hợp tấn công, tên ác quỷ cũng không khuất phục, vảy gai nhọn tứ phương tám hướng. Bạch xà Kamuramaru bắt lấy những lá bùa, giúp Iguro tàng hình trước tầm nhìn của tên chúa quỷ. Muzan hụt hơi, không còn theo kịp di chuyển của xà trụ. Ở phía ngoài, Nezuko vừa đến nơi, một nửa cơ thể của cô bé đã trở lại thành người. Nezuko nhớ lại từng khoảnh khắc cả gia đình bị Muzan sát hại. Toàn bộ ký ức suốt những năm qua tái hiện trong đầu, đặc biệt là sự quan tâm, chăm sóc của người anh trai Tanjiro yêu quý. Trận chiến vẫn đang rất căng thẳng, còn 35 phút cho đến trời sáng, Muzan muốn chơi trò khốn nạn mà hắn từng làm trước Yodichi, nước đi cuối, phân tách tế bào để bỏ trốn. Và như một cuốn sách mà Tamayo từng đọc, Muzan chẳng thể phân tách được nữa. Tamayo nắm thóp hết, không chỉ khiến cơ thể hắn chống chia tách, nếu Muzan càng cố làm điều đó, từng tế bào sẽ nổ tung. Đó chính là tác dụng thứ tư của loại thuốc điên rồ mà Tamayo và Shinobu đã chuẩn bị, quá sức đỉnh cao, khắc chế hết tất cả năng lực mạnh nhất của Michael. 25 phút đếm ngược, trong giây phút nhận ra cái chết cận kề, Muzan dùng toàn bộ sức bộc phát sóng xung kích cực mạnh, dư chấn lớn đến nỗi ngay chỗ chúa công Kidia ẩn náu cũng bị ảnh hưởng. Muzan đã cố vùng vẫy giành lại sự sống cho bản thân. Cơ thể hắn bọc đầy hàm răng sắc nhọn, hào quang phản chiếu, Muzan trở lại trạng thái mạnh mẽ một lần nữa. Lúc này đa số mọi người đã tỉnh lại, Inosuke, Zenitsu hay Tanjiro cầm chân hắn, thằng Men thậm chí còn lấy kiếm đâm vào gần tim để kích hoạt máu lưu thông. Vãi cả trưởng, khổ thật sự. Bộ ba tân binh thay phiên nhau tấn công, sức của họ không còn như trước. Tuy nhiên Muzan ăn đòn liên tục cũng không khá hơn, chờ đợi các đại trụ tiếp ứng. Tanjiro ghim chặt thanh kiếm vào Muzan, tì hắn vào góc tường. Mitsuri đến nơi thì ăn một cước bấy người trong thời khắc gận kề. Chúa quỷ lộ hình dạng thật, hắn mở to mồm như quái vật, ngoạm lấy đầu Tanjiro. Iguro đã thay cậu hứng chọn cú cắn đó, cả xà trụ và luyến trụ coi như bỏ mạng. Muzan liên tục tạo ra xung kích đánh bật các trụ cột.
Nhưng phía hừng đông, mặt trời bắt đầu ló dạng. Trước ánh sáng thái dương, hắn hiện nguyên hình một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, lấy tay che mắt, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Con quái vật cố trườn trên mặt đất tìm bóng dâm. Tất cả kiếm sĩ cùng nhau dừng mọi vật cản để ngăn hắn trốn thoát. Cuối cùng dưới ánh mặt trời, chúa quỷ Muzan trong hình hài một đứa bé bị thiêu đốt đến từng nguyên tử. Tanjiro hóa quỷ. Tưởng đâu mọi chuyện kết thúc, Giyome, Iguro và Mitsuri có thể an nghỉ, thì bất ngờ Tanjiro đột nhiên có những hành động kỳ quái, vết thương hồi phục thần tốc, con mắt bị mù trở lại nhưng là mắt quỷ. Muzan, hắn đã bơm tất cả máu quỷ còn lại vào người Tanjiro và giờ sắp chiếm được ý thức của cậu ấy. Ngay lập tức cơ thể thằng Mên thích ứng với máu quỷ, thậm chí kháng được ánh mặt trời, điều mà Nezuko phải mất vài năm mới làm được. Trong dạng quỷ, Tanjiro ao trình tất cả những người sống sót, làm bị thương bạn bè, anh em mà cậu yêu quý. Chỉ đến khi Nezuko tới nơi ôm chầm lấy người anh trai thì tiềm thức Tanjiro mới ổn định một chút. Trong cơn giằng xé, cậu bộc phát huyết quỷ thuật khá giống Muzan, tạo xung kích đánh bật mọi người, dự là sẽ có một màn thảm sát đau thương. Tuy nhiên Nezuko quyết ôm chặt lấy người anh trai, dù cô bé cũng bị thương khá nặng. Trong khoảnh khắc cuồng sát, Tanjiro còn định bắn bom vĩ thú tiêu diệt tất cả. Để cứu vãn tình hình, Kanao phải sử dụng lọ thuốc nhân hóa với hy vọng mang người yêu trở lại. Thức cuối bỉ ngạn chu nhãn, Kanao thật sự định hy sinh con mắt còn lại cho sứ mệnh này. Thuốc ngay lập tức có tác dụng, cùng với sức mạnh của tình thân, tình nhân và tình đồng chí, Tanjiro đã thắng được Muzan, không để hắn chiếm quyền kiểm soát. Tên chúa quỷ đánh bất lực níu cái quần, tuột mất cơ hội trở lại báo đời. Sau tất cả, thằng Mên cũng ổn, mà ổn đầy bìa. Sát quỷ đoàn còn đúng hai trụ là Sanemi và Tomioka. Rất nhiều sự mất mát xuất hiện, sứ mệnh diệt quỷ chính thức kết thúc. Ok, trên đây là tóm tắt arc cuối Kimetsu no Yaiba. Như thường lệ, chào mừng ba bạn lên sóng số hôm nay. Đầu tiên là bạn Shera. Trời ơi, arc đã đẹp trai còn làm hay như vậy thì em phải xem dài dài. Trời ơi, khen dữ vậy ba. Sáng ra tôi đi ngửa mặt lên trời không đó. Bình luận của bạn Kiên Nguyễn Trùng. Phe quỷ làm trụ cột thì Muzan tuổi nhá. Chắc gì bạn ơi, ngoại trừ Yorichi thì Muzan có ngán ai bao giờ. Như trong arc cuối đấy, làm đủ trò mới khiến hắn suy giảm sức mạnh được. Và cuối cùng là bạn Thị Huệ Vũ. Anh ơi, Daki lúc tóc đen lúc tóc trắng à? Thì nhỏ đó làm Oiran mà. Sở trường make up muốn hóa trang thành ai mà chả được nè. Ấn like, đăng ký kênh cho Hói Trụ nha anh em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.